Thì nó tính gà đó. Nó đang mon men đúng cái đầu ra để tìm đường thoát thân nè. Nhảy gì thoát được? Bị đạn phải không? Cái hoa văn của cái dưới bụng con gái nhìn thấy đã ha. Đây mình lấy cái miệng, ủa mình lấy cái muỗng mình cạy cái miệng nó ra. Thôi cạy ra cho mình thấy. Ở dưới nó có một vết thương nó gì đó. Cái thuốc chay đó hả? Không gấp đỏ vậy nhớ nha. Đây là nhà của chị Thủy các bạn. Chân bước chân đá bước vô mùa đầu tóc. Tóc này tóc kiểu mới nè. Chứ không phải là phải làm kiểu, không phải bùi xù đâu. Tóc đang kiểu đó. Chị cũng như nó mạnh nè. Cái tay nó có dùng lực để giữ nó lại nè. Mình thấy nó đụng vô cái thùng nước nè, thùng nước trung bình luôn á. Ý là có bị lớn á. Mà lớn lên còn tới cỡ thành cái nào nữa. Đừng 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 nha. Anh đặt tên cho nó cho anh. Cắm gì? Không quất em rồi sao? Nó ngậm lại luôn đó ha. Còn cái gì đâu ra đâu. Cắm được rồi. Nó đụng em kìa. Nó ổn quá mẹ này. Sợ quá. Cái này để trên khuôn nè. Cái đậu đạn hại nó hỏi bò ra đó. Để dưới nước nó không thuốc nó hòa tan. Nó không có thấm vô cái miệng đó nè. Kỹ thuật nuôi gắn là mình một bụng luôn. Cho nên mình phải để trên khuôn. Cái thuốc nó thấm vô cái miệng. Bị đạn vô cái miệng á. Đúng mình. Mình chỉ con này tiếp, con này cũng bị đạn luôn hả? Bị đạn có lai với nhau không? Bị mất lưỡi hay gì vậy? Miệng của hai người đó bị với chéo thiện liên quan với nhau không vậy? Hai con đực mà. Bê đê nữa rồi. Ê, ngắn có bê đê không? Thì con nghe, biết nói biết thôi nha. Con này nó dễ hơn con kia rồi. Anh thấy cái muỗng này cắn nghe nó cũng có nghĩa gì chứ anh. Xấu. Này tôi cha. Vàng vàng thứ này đắng lắm á. Ủa sao bỏ qua đây hiền quá vậy? Tinh bển thì ngóc lên ngóc xuống. Mấy con gắn này nhìn không có đã mắt bằng mấy con gắn chắc. Ở nhìn bạc bạc vậy thì cũng dễ thương. Xong rồi đó cho hai em ở trên kệ một thời gian đi. Để hai em thắm thuốc.